Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy nhập khẩu giá rẻ. Trong clip này mình sẽ báo nhanh cho anh chị bạn dòng Vision SH1, SH cao, Vario 160 bản chính hãng luôn. Đồng hành giới thiệu mà hôm nay thì có ông Liếng sau trời giới thiệu, ông mời Liếng ạ. Hello cả nhà, hát tiếp tục review về mẫu thể thao cho cả nhà trước ha. Về em xe đang rất là chủ trên đường hiện tại luôn này. Thì nay thì quay riêng về mẫu xe thể phiên bản thể thao cho cả nhà ha. Rồi tiếp tới là về dòng xe SH cập nhật giá cho cả nhà luôn. Hiện tại thì Vision đang có đủ phiên bản, nhân phiên bản tiêu chuẩn này, cao cấp, phiên bản đặc biệt và thể thao ha. Mức giá thì đang ưu đãi khách hàng từ 31.900 đó, phiên bản màu trắng và màu đen đen bóng là phiên bản tiêu chuẩn, 33.900 phiên bản có sơn mắc cây hay còn gọi là màu đỏ, màu xanh ha, màu đỏ màu trắng. Đây có em xe phiên bản thể thao này thì có hai màu cho cả nhà, màu trắng xi măng và màu đen nhám. Hiện tại đang hỗ trợ khách hàng một em xe là 36.900, trả trước cho bên Luyến chỉ cần 5.000.000 là mua xe được rồi ha. Đó, tiếp tới là báo giá cho cả nhà về em xe Vario 160 luôn ha. Cái mức hiện tại chính hãng là có mức giá là 42.900 đến 44.900 nha. Xe về rất là nhiều luôn. SH Mall cho cả nhà ha. SH Mall thì đang có hỗ trợ là từ SH125 ha. 125 mà đang hỗ trợ từ 74.900 và trả trước cho bên Luyến hiện 5.000.000 là mua xe được rồi ha. Liên hệ trước cho Luyến biết thêm chi tiết về giá xe cũng như ưu đãi của cửa hàng Luyến 2, trả trước rất là thấp luôn. Còn ngoài ra còn được hỗ trợ rất nhiều phần quà tặng này sau xe đi lại, hỗ trợ ship cho cả quốc cho anh em luôn ha. Còn mốt thì bao nhiêu? Mốt này có mức giá từ 55.900 đến 65.900 nha cả nhà. Bản màu đỏ sẽ là 55, còn màu bạc ABS á, thì nói chung là 65 triệu. Anh em nào mua thì chịu khó liên hệ. Cảm ơn chị bạn đã xem clip. Xin chào và hẹn gặp lại.